Chủ tịch nước cho biết cần mở rộng dân chủ, lắng nghe tiếng dân. Vụ đồng tâm chưa kịp lắng xuống thì một quả bom khác lại nổi lên. Tại Hà Tĩnh vẫn đang xảy ra những câu chuyện oái âm, phi lý, một số người bất đắc dĩ phải trở thành dân kiện. Có thể tưởng tượng nổi không, 1 mét vuông đất được giao cho đại gia làm dự án thương mại được đền bù với giá 4.500 đồng. Số tiền không đủ để mua thậm chí một bó rau. Trong khi đó, giá đất thương mại sau đền bù có thể lên tới 4-5 triệu đồng. Cái khoảng cách giữa 4.500 đồng và 4-5 triệu đồng không chỉ là 1.000 lần, cũng không chỉ là khoảng cách giàu nghèo giữa những người dân mất dần công cụ sản xuất với những đại gia chiếm dệ ngồi trên những chiếc siêu xe. Đó còn là khoảng cách quyền lợi hàm chứa đầy bất công. Mặc dù đang là thế kỷ 21, nhưng thật đau lòng trước thực trạng không ít người dân vẫn chẳng khác nào thời giông tố và bước đường cùng. Cũng vì mâu thuẫn đất đai, dân nào muốn rào làng chiến đấu. Họ chỉ có một mong mỏi duy nhất là chính quyền cơ sở chịu lắng nghe, đối thoại, giải quyết bức xúc của dân một cách công bằng, đúng luật. Song dân có cần, nhưng quan chưa vội. Một số quan ông quan bà được nuôi bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân nhưng lại vô cảm, không chịu lắng nghe để giải quyết, hoặc cố lờ đi vì bị các nhóm lợi ích thao túng. Nên những lời khẩn cầu của dân rơi vào hư không, tích gió thành bão. Sau một tuần hết sức căng thẳng, đồng tâm giờ đã hạ nhiệt khi lãnh đạo chủ động đến với người dân. Nhưng điều cốt tử rút ra từ vụ việc này, đó còn là bài học biết lắng nghe dân. Như Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nói, chính quyền biết lắng nghe là không có vụ đồng tâm. Ngay từ đầu, khi dân có những bức xúc, nếu tận tâm tận lực giải quyết, công bằng, đúng pháp luật thì đã không có những quả bom như Đồng Tâm, Tiên Lãng, Hà Tĩnh. Còn một điều hết sức quan trọng mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh đó là mở rộng dân chủ. Trước bao nhiêu dự án lớn liên quan đến môi trường, sử dụng đất đai, ảnh hưởng đến đời sống người dân, lợi ích quốc gia, phải mở rộng dân chủ để dân chúng được quyền tham gia góp ý, được nói tiếng nói phản biện và quan trọng là được lắng nghe. Dân chủ mà chỉ cho nói nhưng không được ghi nhận thì đó không phải là giá trị dân chủ đích thực. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, để làm cho đảng mạnh thì phải mở rộng dân chủ, không chỉ dân chủ trong đảng mà trong quần chúng nhân dân phải thường xuyên biết lắng nghe và chịu sự giám sát của quần chúng. Trong quá trình phát triển, không ít lần chúng ta vấp phải những sai lầm, đó là lúc chưa thực sự dân chủ. Khóa 10 là bài học như vậy. Tư duy làm ăn lớn, biến huyện thành pháo đài không phù hợp với thực tiễn, kéo lùi sự phát triển dẫn đến nhiều hệ lụy. Cải cách ruộng đất là bài học lớn trên con đường phát triển. Vì chưa tập hợp được ý dân, chưa xuất phát từ thực tiễn đất nước nên để xảy ra sai lầm nghiêm trọng. Bác Hồ khi ấy đã phải công khai xin lỗi trước đồng bào cả nước. Nói đâu xa, cuộc đình công của công dân công ty Bao Gen Việt Nam phản đối luật bảo hiểm xã hội hay xu hướng phản đối của người dân trước việc lãnh đạo thành phố Hà Nội triển khai chặt hạ 6.700 cây xanh là những ví dụ cho thấy tiếng nói của người dân chỉ được tiếp thu khi chính sách đã hoặc sắp sửa đi vào đời sống và nhân dân hầu như không được thông tin từ sớm để có cơ hội tham gia góp ý dự thảo chính sách. Nếu công khai, dân chủ ngay từ đầu thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Những mâu thuẫn xoay quanh vấn đề đất đai cũng vậy. Nói là hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhưng trên thực tế, người dân luôn bị đặt ra rìa của sự phát triển. Từ lâu, họ đã trở thành kẻ yếu thế nhất, dễ bị chèn ép nhất từ giá cả thị trường, tiếp cận tài chính cho tới các quyền trên chính mảnh đất của mình. Bất công trong thu hồi đất đai của nông dân đã châm những ngọn lửa đáng báo động ở nhiều địa phương trên cả nước. Để vô hiệu hóa những quả bom chờ đổ này, cách giải quyết tốt nhất như Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhấn mạnh đó là phải mở rộng dân chủ, lắng nghe tiếng dân. Đã hơn một lần, người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh ý này trong bài viết về chủ đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chủ tịch nước nhấn mạnh phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Không chỉ vậy, Chủ tịch nước còn khẳng định sẽ chú trọng xây dựng các hình thức, cơ chế, biện pháp cụ thể thích hợp để nhân dân bày tỏ chính kiến và thực hiện quyền làm chủ của mình. Hãy để người dân có đại diện cho nó, có tiếng nói và tham gia vào quá trình thương lượng, xây dựng, thực thi chính sách, đảm bảo lợi ích cho người dân. Điều này giúp thu thập được lượng thông tin lớn hơn, những quan điểm và giải pháp tiềm năng đa dạng hơn và nâng cao chất lượng những quyết sách cuối cùng.
Không những thế, sự tham gia đó giúp xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với các quan chức nhà nước, tăng chất lượng dân chủ và tăng cường năng lực của nhân dân. Trong buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Hồ Chí Minh mới đây, Chủ tịch nước nói sẽ xem xét sửa đổi luật đất đai, đây là điều dân mong mỏi và rõ những mặt yếu kém trong quản lý đất đai cũng là chìa khóa giúp hóa giải tình trạng bức bối bậc nhất hiện nay. Những chính sách tích tụ ruộng đất đang được nghiên cứu, không để phớt lờ quyền tài sản, bao gồm quyền về đất đai của người nông dân, mức bồi thường cho họ phải phù hợp với giá thị trường. Không thể để tình trạng nhân danh nhà nước để sử dụng sức mạnh giúp các nhà đầu tư thu hồi đất của người dân với giá rẻ mạt. Lắng nghe dân, gần dân, hiểu dân, đối thoại với dân để tìm được sự đồng thuận đã, đang và tiếp tục là thách thức lớn đối với các vị quan chức. Bởi suy cho cùng, làm được việc đó tạo nên đẳng cấp của người lãnh đạo. Hãy lắng nghe dân và thấu hiểu trên từng việc cụ thể và phải hành động vì dân. Đừng để dân phải ngán ngẩm với cảnh dân có cần, dân quan chưa vội, dân có vội, dân lội dân sang, mà phải là dân có cần, quan phải vội, quan không vội, quan có tội với dân.